xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phước Sinh. Hôm nay Apple đã phát hành ra cái phiên bản iOS 18.1 RC mà các bạn đã mong chờ từ bấy lâu nay Hôm nay chúng ta đã có phiên bản iOS 18.1 GC rồi các bạn. Thì cái phiên bản iOS 18.1 GC này nó có tất cả cho những người dùng từ iPhone XS đến iPhone 16 Pro Max nha các bạn. Và đồng thời thì Apple cũng phát hành ra các bản iOS khác, ví dụ như là iPadOS 18.1 GC, tvOS vân vân. Thì cái bản iOS 18.1 GC này nó có những cái gì mới, những cái gì thay đổi thì mời các bạn xem video. Đầu tiên, như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái dung lượng mà mình cập nhật lên. Ở đây mình cập nhật trên cái con iPhone 16 Pro Max của mình thì mình cập nhật lên từ cái phiên bản iOS 18.1 beta 7 cho nên mình có cái dung lượng là 7.05 GB nha các bạn cái dung lượng nó khá là cao cái điều này là cũng là bình thường thôi bạn nào đang ở phiên bản iOS beta mà các bạn lên bản GC thì cái dung lượng nó sẽ cập nhật lại từ đầu cho nên cái dung lượng nó cao là chuyện bình thường nha các bạn cái dung lượng này thì nó cũng giống như trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình cũng 7, mấy gì đó các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái bản mã của cái phiên bản iOS 18.1 GC này cái đặc chung chúng ta có cái bản mã là 22B 82 nếu mà không có gì thay đổi các bạn thì cái bản mã này cũng chính là cái phiên bản chính thức của chúng ta luôn nha Cho nên là ở đây mình nói luôn các bạn lưu ý dùm cho mình bạn nào muốn lên cái phiên bản iOS 18.1 chính thức Thì các bạn không nên lên cái phiên bản iOS 18.1 GC có cái bản mã 22B 82 này nha các bạn Tại vì khi các bạn lên bản GC thì nó sẽ trùng bản mã với phiên bản chính thức về cơ bản là nó giống nhau cho nên các bạn không thể lên chính thức được nữa. Trong cái phiên bản iOS 18.1 GC này, mình sẽ review sơ qua cho các bạn hoặc là mình chia sẻ sơ qua cho các bạn những tính năng mà chúng ta sẽ có trên cái phiên bản iOS 18.1. Còn về mà chi tiết từng tính năng thì mình sẽ dành cho cái video iOS 18.1 chính thức nha các bạn. Trên cái phiên bản iOS 18.1 GC này thì chúng ta có cái tính năng gì đầu tiên đó là liên quan tới phần trung tâm điều khiển. Chúng ta sẽ có những cái icon mới, ví dụ như ở đây là Wi-Fi, VPN, đo cân bằng AirDrop. Chúng ta có những cái icon này hoàn toàn mới nha các bạn, các bạn có thể thêm vô thay vì chúng ta phải bật tắt ở trong cái điều khiển kết nối giống như thế này thì bây giờ các bạn có thể đưa ra ngoài giống như thế này. Cái mới tiếp theo nữa đó là về phần ghi âm cuộc gọi các bạn. Ở đây mình sẽ thực hiện gọi cuộc gọi qua bên đây để mình ghi âm cho các bạn xem. Thì đây, mình sẽ gọi qua cái con iPhone 15 Pro Max của mình cho các bạn xem. Đây, mình gọi và chúng ta sẽ có ghi âm cuộc gọi nha các bạn đó các bạn thấy ở phía trên góc trái chúng ta sẽ có cái mục ghi âm cuộc gọi này đó bây giờ các bạn chỉ việc bấm vô cái mục ghi âm cuộc gọi này thì chúng ta sẽ tiếp tục nè đó bây giờ là nó sẽ lời nhắc âm thanh sẽ phát là bên đây nó sẽ nghe được cái âm thanh là nhắc đang ghi âm bây giờ nó sẽ được ghi âm chúng ta ngừng hoặc là chúng ta kết thúc cuộc gọi thì cái phần ghi âm này nó sẽ ghi vào trong cái phần ghi chú nha các bạn. Đây, mình sẽ tắt nó đi. Các bạn thấy bây giờ là cái cuộc ghi âm của chúng ta nó sẽ nằm ở trong phần ghi chú. Các bạn bấm vô thì các bạn thấy ở đây, cuộc ghi âm của mình đã được ghi nè. Các bạn bấm vô đây để nghe lại, mình sẽ bật âm lượng lên cho các bạn nghe thử. Ghi âm rất là rõ ràng những cái gì mình vừa nói lúc nãy. Nó... cái này nó hai luồng âm thanh là do nó ghi hai bên đó các bạn đó các bạn thấy ở đây chúng ta đã có một ghi âm nhưng mà cái một ghi âm này nó sẽ không có lưu trữ ở trong cái phần ghi âm mà lưu trữ trong cái phần ghi chú nha các bạn cái tính năng mới tiếp theo chúng ta sẽ có trên phiên bản iOS 18.1 đó là về cái phần AirPods này các bạn ở đây do là cái phiên bản AirPods này mình chưa có lên bản beta nên mình không thể review cho các bạn trong cái phiên bản iOS 18.1 GC này được đó cho nên là mình chỉ nói thôi nha các bạn. Trên cái phiên bản iOS 18.1 các bạn sẽ được cập nhật cái firmware mới cho cái AirPods Pro thế hệ thứ hai. Chúng ta sẽ có những cái tính năng mới liên quan tính trợ thính nha các bạn. Còn hiện tại thì chúng ta chưa lên được cái firmware của AirPods Pro thế hệ thứ hai. khi nào mà các bạn cập nhật lên 18.1 chính thức thì cái AirPods nó mới cập nhật theo. Nha các bạn, nếu mà bạn nào không sử dụng cái chương trình beta cho cái AirPods, ngoài những tính năng đó ra thì các bạn lưu ý là cái phần ghi âm cuộc gọi chúng ta sẽ có trên tất cả các dòng iPhone chạy được cái phiên bản iOS 18.1 nha các bạn. Còn những cái gì mà chúng ta chỉ có trên iPhone 15 Pro đến iPhone 16 Pro Max đó là tính năng Apple Intelligence Hiện tại các bạn thấy máy mình đang sử dụng tiếng Việt cho nên là mình không thể sử dụng được tính năng Apple Intelligence Thì muốn sử dụng được Apple Intelligence chúng ta phải chuyển máy sang khu vực Hoa Kỳ Ngôn ngữ máy sẽ phải là tiếng Anh Thì trong cái phiên bản GC này mình không có review chi tiết cho các bạn Nhưng mà hẹn các bạn trong cái video iOS 18.1 chính thức mình sẽ review chi tiết cho các bạn Thì cái gói Apple Intelligence chúng ta có gì các bạn? Chúng ta có cái thứ nhất đó là xóa ảnh Cái thứ hai đó là công cụ viết để các các bạn viết lại những cái văn bản. Cái tiếp theo nữa đó là về phần tóm tắt thông báo thông minh. Nếu mà bạn nào sử dụng Apple Intelligence thì trên iOS 18.1 chúng ta sẽ có tóm tắt thông báo thông minh. Và nói tới phần thông báo thì trên phiên bản iOS 18.1 chúng ta cũng có gom cái thông báo thành những cái số giống như thế này các bạn. Các bạn có thể thấy đó bao nhiêu cái thông báo nó sẽ gom lại, nó hiển thị ở đây cho chúng ta. Còn trong cái rối Apple Intelligence thì chúng ta còn có là tìm kiếm ảnh thông minh rồi tạo những thước phim từ ảnh video cũ của chúng ta, tạo những thước phim kỷ niệm mà chúng ta tùy chọn trên cái gói Apple Intelligence, chúng ta có thể tự tạo được. Tiếp theo nữa đó là về cái phần mail thì trong cái gói Apple Intelligence chúng ta sẽ có gọi là nó tóm tắt những cái mail rồi gợi ý cho các bạn những cái trả lời mail một cách thông minh hơn thì cái này mình thấy trên Google các bạn nào sử dụng Gmail nhiều thì các bạn cũng có rồi, lâu rồi đó, hiện tại thì Apple Intelligence mới triển khai nhưng mà các bạn muốn sử dụng thì phải chuyển sang tiếng Anh mới sử dụng được tại vì hiện tại chúng ta chưa có hỗ trợ tiếng Việt, đợi tới năm 2025 thì chúng ta mới có hỗ trợ tiếng Việt Apple Intelligence nha các bạn và tiếp theo nữa là chúng ta có sử dụng Siri mới Siri mới các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh thì các bạn mới sử dụng được còn các bạn để tiếng Việt thì các bạn vẫn là sử dụng Siri cũ nha các bạn đó là sơ qua những cái tính năng những cái thay đổi mới có trên cái phiên bản iOS 18.1 này thì mình hứa với các bạn là trong video iOS 18.1 chính thức mình sẽ review chi tiết từng tính năng mới từng cái thay đổi cho các bạn hơn còn trong cái phiên bản RC này mình chỉ lướt qua thôi Tiếp theo đó là về phần lỗi, cái lỗi đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn trên cái phiên bản iOS 18.1 GC mà mình mới lên từ sáng tới giờ thì đây, mình bấm vô phần cài đặt, cài đặt chung nè, các bạn thấy cái biểu tượng cài đặt chung ở đây, nó bị trắng nè các bạn, thì cái tình trạng này mình có thể khắc phục được bằng cách chúng ta sẽ thoát cái phần cài đặt ra, thử luôn nha, rồi vô lại xem nó có khắc phục được hay không, tại vì từ sớm giờ mình thấy nó lỗi nhưng mà mình không có thoát ra, đó các bạn thấy thoát ra, vô lại thì nó sẽ có cái biểu tượng cài đặt lại hoàn toàn mới cho chúng ta thì bạn nào bị lỗi bị trắng ai cần giống như vậy thì các bạn có thể thoát luôn cái ứng dụng đó hoặc là các bạn tiến hành khởi động lại máy thì có thể nó sẽ khắc phục được những tình trạng bị lỗi ai cần trắng nha còn riêng về một cái lỗi mà trước đó trong cái video iOS 18.1 beta 7 mình chia sẻ cho các bạn về cái lỗi AirDrop thì hiện tại mình thấy cái lỗi AirDrop này hình như nó được được khắc phục trên cái phiên bản iOS 18.1 GC này rồi mình thử AirDrop một cái tấm ảnh này cho các bạn xem nè đây, mình chọn Aerobe nha. Rồi, Aerobe, thử xem sao. Các bạn thấy là bây giờ mình đã bấm vô cái phần Aerobe bên đây nó hiện lên liền nè các bạn. Mình bấm chấp nhận nè. À, nó qua rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ thử tới một tấm ảnh khác nữa nha. Đây, mình có một tấm ảnh này. Thì bây giờ mình sẽ Aerobe nó luôn. Thử xem. Từ sớm giờ mình cũng chưa thử nữa các bạn. Bữa nay mình rảnh nên mình lên làm video liền cho các bạn luôn. Cho nên là mình cũng chưa thử những tính năng này cho các bạn nữa đó các bạn thấy aerob nó rất là ổn định rất là ok đó các bạn còn hôm trước mình aerob cái hình nền qua thì có một hình nó bị qua và một hình thì nó không qua đó là cái lỗi aerob mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái phiên bản AOS 18.1 GC đã được khắc phục ngoài ra thì mình cũng có kiểm tra sơ qua về cái phần icon trong cái phần trung tâm điều khiển này khi chúng ta bấm vô phần menu của cái trung tâm điều khiển này các bạn. Đây, thêm một trung tâm điều khiển thì mình thấy nó vẫn còn hơi lắc nhẹ. Khi các bạn vuốt nó qua những cái lần gạch giống như chúng ta qua những cái gờ. thì cái này mình cũng đã có chia sẻ trong những video trước đây cho các bạn rồi. Trên cái phiên bản AOS 18.1 GC này thì mình cũng thấy nó vẫn còn chưa được khắc phục, chưa được mượt mà các bạn. Rồi, nói tới sự mượt mà thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái tầng số quét của cái phiên bản AOS 18.1 GC này nha. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái tần số quét trên cái con iPhone 16 Pro Max của mình. Đây, CPU. Một chút nữa mình sẽ kiểm tra trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình cho các bạn xem luôn. Cửa sổ nổi. Bắt đầu. À, cái ứng dụng này nó mới cập nhật nữa nè các bạn. Đây, cái tần số quét là cái FPS này nha các bạn. Các bạn xem. Đó, vẫn là 120. Đó, nó dao động rất là nhanh nha các bạn. 120 nè. Các bạn thấy. Bây giờ chúng ta sẽ vuốt nhanh thử xem. Đó. 120 giảm dần xuống 80 xuống 60 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thoát nó ra nè các bạn. À, mình bị đơ rồi các bạn. À, tự nhiên mình bị đơ các bạn thấy hồi nãy mình bị đơ trên phiên bản AOS 18.1 GC này nha. Hồi nãy mình vuốt tự nhiên vuốt nó không đi nữa nó bị đơ luôn. Đây, lại tiếp tục bị đơ nữa nè các bạn. Nè mình không vuốt được. À thì ra cái phiên bản AOS 18.1 GC này nó bị đơ các bạn. Cái này vẫn vuốt được nè. Còn bên đây là nó bị lỗi các bạn lâu lâu để mình vuốt rồi mình vuốt lại coi nó còn bị đơ nữa không mình buông ra coi à hết rồi các bạn hồi nãy nó bị đơ hai hai lần bây giờ thì không còn nữa rồi hết bình thường nha rồi bây giờ mình sẽ tắt cái này đi mình sẽ qua cái con iPhone 15 Pro Max của mình mình kiểm tra cho các bạn xem dừng rồi mình sẽ kiểm tra bên cái con iPhone 15 Pro Max của mình cho các bạn xem cái phần tần số quét này nha đây tần số quét bên cái con iPhone 15 Pro Max của mình cửa sổ nổi để sao bắt đầu à vẫn là 120 nha các bạn không có bị bóp FPS nha chúng ta qua bên đây chúng ta vuốt nhanh thử coi đó buông ra thì nó 120 80 60 nha để mình vuốt một tí nữa xem nó có bị lắc giống như bên iPhone 16 và đồ mắt hay không à không có nè các bạn không có bị nè à không có bị đơ không có bị lắc nha trên iPhone 16 Pro Max của mình thì mình mới bị. Rồi, sẵn tiện đây thì mình cho các bạn xem cái điểm wristband mà mình đã chấm trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình luôn. Đây, cái điểm bên mà mình đã chấm phần lịch sử. Đây, cái điểm bên chúng ta có là điểm đơn nhăn 2887 trên cái phiên bản iOS 18.1 GC nha các bạn. Và điểm đa nhăn là 7111. Nếu chúng ta so với cái phiên bản iOS 18.1 Beta 7 trước đó thì cái điểm nó tương đương với nhau. Cụ thể các bạn thấy là 2887. 2910, 7111 và 7151. Rồi, bây giờ sẽ xem tới cái phần điểm rít trên cái con iPhone 16 Pro Max của mình cho các bạn nha. Đây, trên cái con iPhone 16 Pro Max của mình, cái điểm rít Đây, phần CPU lịch sử. Chúng ta có cái điểm rít bên là 3471 đối với điểm đơn nhân và 8612 đối với điểm đa nhân. Đó, nếu mà chúng ta so với cái phiên bản iOS 18.1 Beta 7 thì cái điểm nó tương đương với nhau. Các bạn thấy 3471, 3487, 8612 và 8675. Còn về phần pin đó các bạn, thì các bạn thấy là từ sớm giờ mình cũng mới vừa lên thôi cho nên là cũng không có đánh giá được gì nhiều về phần pin. Mình sẽ cho các bạn xem cái phần pin của mình trên cái con iPhone 16 Pro Max. Còn trên cái con iPhone 15 Pro Max của mình sớm giờ chưa xài nhiều vẫn còn 95% pin này các bạn cho nên bỏ qua con 15 Pro Max nha Mình sẽ review cho các bạn 16 Pro Max Sớm giờ mình cập nhật lên mình có chơi game thử các bạn Cho nên là phần pin của nó sụp hơi nhiều nè Các bạn thấy hiện tại mình còn 79% pin nè Rồi tình trạng pin của mình nè Số lượng chu kỳ 25 lần sạc Dung lượng tối đa là 100% nè Ngày sản xuất ngày 8 Sử dụng đầu tiên là tháng 9 2024 à, ngày sản xuất tháng 8 năm 2024 các bạn Rồi bấm qua phần 10 ngày qua Thì đây ngày hôm nay là ngày thứ ba các bạn thấy là mình rút sạc vào lúc 4 giờ 33 phút sáng Hiện tại thì mình xài được 3 giờ 4 phút trên màn hình và màn hình nghỉ là 15 phút. Các bạn thấy mình chơi liên quân 46 phút, YouTube là 21 phút, nè Safari 23 phút, Facebook 22 phút, điểm trích bên. Màn hình chính, màn hình khóa, TikTok, ghi chú, ảnh. Đó, các bạn thấy là mình xài hết 79 thì mình cho nó là 80 đi nha các bạn là hết 20% pin, 21% pin mà mình xài được 3 tiếng 4 phút. Mình thấy tạm thời cái thời lượng pin mà cái phiên bản AOS 18.1GC này nó cải thiện hơn so với cái phiên bản AOS 18.1 Beta 7 đó các bạn các mình không biết các bạn sử dụng bản beta 7 á, nó ổn hay không chứ riêng mình ha sử dụng cái phiên bản iOS 18.1 beta 7 á, thời lượng pin nó khá là trệ luôn cái con iPhone 16 Pro Max này của mình mà một ngày mình phải sạc hai lần nghĩa là tới mình xài từ sáng sớm tới 8 giờ tối là mình phải hoặc là 7 giờ tối là mình phải diêm sạc một lần nữa tại vì nó còn có 20 phần pin nè à, mình phải diêm sạc một tí tên tên thì mình mới sử dụng tiếp tục được nữa hoặc là mình lấy cái con iPhone 13 Pro Max của mình mình sử dụng còn nếu không thì mình phải ghim sạc Đó, thời lượng pin của nó khá là tệ luôn các bạn Trên phiên bản iOS 18.1 Beta 7 RC này tạm thời mình thấy ổn nè, nhưng mà ổn hay không thì sau vài ngày trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ biết được và mình sẽ đánh giá chi tiết hơn cho các bạn trong cái video. iOS 18.1 GC sau vài ngày nữa nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần ghi chú phát hành. Thì trong cái phần ghi chú phát hành của cái phiên bản iOS 18.1 GC này, mình đã xem qua cái phần ghi chú phát hành này, mình thấy nó không có khác gì so với cái phiên bản iOS 18.1 beta 7 hết các bạn. Cho nên là các bạn muốn tham khảo cái phần ghi chú phát hành này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video cho các bạn tham khảo nha. Còn nếu mà các bạn hỏi mình á, các bạn có nên lên cái phiên bản iOS 18.1 GC này hay không? Thì lời khuyên của mình là những bạn nào đang ở phiên bản iOS 18.1 Beta mà các bạn muốn lên cái phiên bản iOS 18.1 chính thức thì các bạn không nên lên cái phiên bản iOS 18.1 GC nha các bạn. Và các bạn phải làm một cái thao tác cho mình đó là các bạn bấm vô phần cài đặt nè, các bạn bấm vô phần cài đặt chung rồi sau đó các bạn bấm vô phần cập nhật phần mềm đợi cho nó load một chút xíu các bạn và các bạn tiến hành tắt cái bản cập nhật beta này đi thì các bạn bấm vô đây và các bạn chọn tắt đi nếu các bạn đang sử dụng bản public hoặc bản develop gì đó các bạn muốn lên chính thức thì các bạn phải tắt đi ở chỗ này các bạn chọn tắt nha các bạn. Đó các bạn phải chọn tắt như thế này chứ không có để develop hoặc beta nha. Rồi sau đó thì các bạn không có cập nhật lên cái phiên bản OS 18.1 GC này rồi tuần sau chúng ta có phiên bản iOS 18.1 chính thức thì các bạn có thể cập nhật lên phiên bản chính thức một cách bình thường nha. Còn những bạn nào đã lên phiên bản GC, nếu không có gì thay đổi thì bản GC và bản chính thức nó cùng bản mã với nhau thì các bạn không thể cập nhật lên phiên bản iOS 18.1 chính thức nha. Còn nếu bạn nào đang muốn sử dụng phiên bản iOS 18.1 beta các bạn đang thấy ổn đó thì các bạn không nên lên cái phiên bản GC này. Nhưng lời khuyên của mình thì các bạn nên lên cái phiên bản GC này để các bạn có thể xài đầy đủ những tính năng của nó ổn định hơn. Còn những bạn nào đang ở phiên bản iOS 18.0.1 chính thức các bạn không nên lên vội cái phiên bản iOS 18.1 GC tại vì tuần sau chúng ta đã có phiên bản iOS 18.1 chính thức rồi. Cho nên lời khuyên của mình các bạn không nên lên vội nha Còn những bạn nào muốn lên để trải nghiệm Thì hẹn các bạn trong cái video iOS 18.1GC sau vài ngày nữa Thì mình sẽ đánh giá chi tiết hơn cho các bạn về hiệu năng, nhiệt độ Cũng như là thời gian sử dụng pin của cái phiên bản iOS 18.1GC này Trên cái con iPhone 15 bờ Max mắt nha các bạn Trên cái con iPhone 16 bờ Max mắt của mình cũng ok luôn Đó mình sẽ review sơ qua cho các bạn về cái con iPhone 16 bờ Max mắt Sử dụng thời lượng pin Mình sẽ review kỹ hơn trên cái con iPhone 15 bờ max mắt nha các bạn rồi, nhắc lại một lần nữa nha, các bạn nhớ lưu ý nha, muốn lên phiên bản iOS 18.1 chính thức thì không lên phiên bản iOS 18.1 GC này nha các bạn và các bạn phải tắt cái bản cập nhật beta đi. Thì khi có chính thức các bạn mới lên được phiên bản chính thức nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái lịch phát hành này các bạn. Hôm nay thì Apple đã phát hành ra cái phiên bản iOS 18.1 GC thì tuần sau nếu không có gì thay đổi thì ngày 29 hoặc là ngày 30 nhưng mà ngày 29 khả năng cao hơn chúng ta sẽ có cái phiên bản iOS 18.1 chính thức nha các bạn rồi cuối cùng là về phần hình nền này nếu mà bạn nào thích thì linh mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn có thể tải về sử dụng miễn phí nha rồi cảm ơn các bạn đã xem đến hết video các bạn đừng quên like share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.